Khóa học kế toán mảng thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy là một dịch vụ cung cấp thiết bị được thiết kế để dập tắt đám cháy hoặc bảo vệ người dùng khỏi hỏa hoạn, được xây dựng trong cơ sở hạ tầng của tòa nhà như hệ thống phun nước, hệ thống cắt điện và máy bơm cầm tay. Làm sao để tính giá vốn, khấu hao tài sản cố định cũng như hạch toán các thiết bị, chi phí phòng cháy chữa cháy. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu về công việc của một kế toán trong công ty mảng dịch vụ phòng cháy chữa cháy, thành thạo mọi nghiệp vụ với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích và xử lý toàn bộ các tình huống trong công ty. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia làm 2 phần. Trước khi đi vào thực hành thì các bạn sẽ đi vào phần 1 liên quan đến nguyên lý kế toán. Nguyên lý kế toán sẽ là cơ sở nền tảng để các bạn nắm được các nguyên tắc, kết cấu của từng loại tài khoản. Để giúp các bạn hiểu thành thạo được các tài khoản cũng như cách hạch toán đối với từng chi phí cũng như chuẩn mực trong kế toán. Sau khi học xong phần nguyên lý, các bạn sẽ được đi vào phần thực hành đối với công ty phòng cháy chữa cháy. Nắm được rõ các quy trình hạch toán các hóa đơn chứng từ để lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh đối với công ty vừa có thương mại, vừa có mảng dịch vụ đặc thù. Đối với phần 2 được chia làm 3 nội dung chính, nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ 2 các chứng từ phát sinh trong công ty phòng cháy chữa cháy và nội dung thứ 3 là hoàn thiện để lên báo cáo tài chính. Ở nội dung đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, thực hiện việc so sánh kiểm tra và đối chiếu các sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản ở dữ liệu đầu kỳ. Ở nội dung thứ 2, các bạn sẽ được đi vào các chứng từ thực tế của công ty phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn về cách hạch toán đối với chứng từ mua hàng hóa và cách hạch toán đối với xuất bán hàng thực hiện trên phần mềm kế toán, hướng dẫn hạch toán đối với mua công cụ và tài sản cố định, thực hiện việc ghi tăng cũng như phân bổ và trích khấu hao tài sản, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, cân đối lại công nợ phải thu phải trả, các nội dung liên quan đến dòng tiền đối với trường hợp dòng tiền âm, hướng dẫn cách hạch toán cũng như thực hiện việc tính giá xuất kho, kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp tồn kho với báo cáo tài chính và cân đối các số liệu trước khi tính giá thành của mảng dịch vụ thương mại phòng cháy chữa cháy, cân đối và hướng dẫn chỉ ra đúng sai cũng như cách sửa lỗi khi thực hiện việc tính giá thành, lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hàng quý, thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và nội dung thứ 3 liên quan đến công việc cuối năm đối với công ty phòng cháy chữa cháy. Trước khi lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, các bạn sẽ được hướng dẫn về việc kiểm tra đối chiếu lại toàn bộ các số liệu, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo trước khi nộp, thực hiện hướng dẫn lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, lập một bộ báo cáo tài chính, thực hiện việc in sổ sách, sắp xếp các hồ sơ cũng như kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học của mảng thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Đối với mảng đặc thù phòng cháy chữa cháy với hình thức học online và một giáo viên kèm một học viên, toàn bộ các chứng từ hóa đơn sẽ được học trên giáo trình online từ thực tế của công ty. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online web riêng của kế toán Việt Hưng.com hoặc học trên chứng từ của công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Ký nhận tư vấn lộ trình học thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy, liên hệ đến số hotline 988 680 223.